chúng ta rất là may mắn hơn tất cả những người Việt Nam và những người nước ngoài trên thế giới. Chúng ta gần với bề trên rất là hiện hữu. Chúng ta mang dấu thiên tâm, có nhiều người đâu có biết dấu thiên tâm. Người Việt Nam là người được ân sủng đầu tiên biết được dấu thiên tâm. Sau này từ từ sẽ lon rộng, nhưng mà chuyện đó là chuyện sau này. Còn chuyện trước mắt nè, họ không có hiểu được. Bây giờ mình nói một người Mỹ, hay là mình nói một người ở nhà mình, chồng mình hay là em mình, nó không có hiểu về tâm linh, không hiểu về cơ trời, không hiểu về thiên thánh kiệt này, nó cũng đang lo sợ. Lo sợ mấy ngày mai có bom tử nổ tôi chết không. Rồi nó sẽ không bao giờ nó tin là một vị Phật sẽ xuất hiện ở một cái đời này. Nó nghĩ cái đó là một cái chuyện huyền bí hay là phi đảnh vậy thôi. Cả những bà Phật tử tu cà gù cà gặp ở đây hay là ở trên thế giới cũng vậy. Hay mấy ông thầy thời nay tu danh tu lợi cũng không bao giờ tin là Đức Phật Di Lạc sẽ tái lâm, sẽ xuất hiện ở thời đại tuổi của chúng ta, ở cái thời đại này của mình. Tất cả những người còn đây á, thì Bác Ngư cũng lớn tuổi với bạn đó, mình không biết nha. Sofa nhìn thấy ai cũng đủ hết, dư tuổi thọ đấy mà gặp được Phật Như Lạc. Tại vì ở trên nói trong đời thì tất cả mọi chuyện đều xảy ra hết. Thì hộ còn vậy thì có nhiều đứa này nhỏ hơn thì dĩ nhiên là dư sức rồi. Ngài Đạt Lai Lạt Ma ổng cũng đang mong á, nhưng mà tự gì ổng không có lên mạng thường xuyên, mình đâu có biết ổng nóng ruột đâu. Còn kiểu hữu có gì à, cứ lên lại nói đây hết rồi ai cũng biết. Sẽ xảy ra hết trong đời của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Ổng là 85 hay là 82. Em mình nói chuyện tự do đi, ở dưới cạnh Michael hôm nay muốn hỏi gì hỏi. Để cho mình đầu óc thoải mái một chút, nghỉ mệt thở một chút. Sáng giờ nói cũng nhiều. Nó cảm tưởng bữa nay đi, mọi đứa nó cảm tưởng bữa nay ngày 16 tháng 3 như thế nào. Dạ thưa sư phụ, con á, ngủ nhất tối con chưa ngủ, nhưng con nhắm mắt rồi, và con trước khi ngủ con hay chị chú đại bi, mà hãy mà con chị chú đại bi á hơi gần gần cái miệng á, con người ta độc lắm, để gần miệng nữa lại là người ta độc lắm, sắp hàng lớp lớp vậy đó sư phụ, là sao mà sư phụ cho con con thấy hoài vâng. Mấy lần lọc chú đại bi mình thấy nhiều người đứng hàng lớp lớp hả? Dạ, ngồi sắp hàng á sư phụ, cái bữa thứ hai này nè không còn ta à, ông không gấp à, anh là anh đứng đó anh làm security cho cái lớp người đó hả? Thì anh đang đứng lúc bà lấy hàng lớp lớp anh đang ở đâu? Không ngủ mê rồi tưởng nào làm trò chiêu đi á, phải đây nó từng người dạ theo con nghĩ á sư phụ, tại vì thường thường mà đi ngang những cái nghĩa địa mà mẹ kia nó phải hay chị chú đại bi và nguyện cho những người đó nên tu hành. Ngày đầu tiên bởi vì nước tôi biết cái bà này rồi, bà có thuộc dạng cầu nói á, cầu nói bên kia. Thành ra con mới nghĩ là tại vì bà ngủ người ta đi tu thì phải khi bà niệm chú người ta lại ta tu chung với bà đó thì bà mới khánh nguyện thêm chứ bà mới sợ.
con thấy bài sư phụ ơi. Ở cái thế gian mình 8 tỷ, bên kia khoảng 80 tỷ người, không có mà, không có thân người. Những cái hành tinh kia khác ở ngoài xa nó đang quậy thì nó cũng bay về trái đất của mình. Nó cũng mong trời tối đó ẩn ái rồi nó chui vô cái đầu thai vô. Đai vô không nhảy chỉ dù vô. Nhưng mà khổ cái thời này con người mất tâm linh cho nên nó vừa nhảy vô nhiều á bị lấy máy hút bụi hút ra hết. Cho nên thành ra hai nhi bữa giờ tiễn quá trời. Ông bắt ông tiễn bữa giờ có 1000 đứa rồi đó. Chứ bộ là không là thánh chung hết rồi nhưng mà ổng muốn cho confirm. Tại vì tất cả xung quanh chúng ta những đứa con họ thiên cái bộ đều nhìn thấy hết và không có muốn đứa nào bị những cái depression. Mình đừng có tưởng là nó là không khí là không có trọng lượng nha. Có lúc á ảnh chơi nguyên cái trọng lượng của ảnh như người đời, ví dụ nó khoảng 20 pound thì đi chen trên cái vai mình 20 pound luôn á. Thì lúc nó dính vô cái cổ mình cái ha, mình tưởng là mình trúng gió nặng cổ, phải nó đó. Nó đu cổ giống như cha mà cổng con trên cổ vậy đó. Thì cái trọng lượng nó cũng y chang vậy. Thưa sư phụ, rồi khi mà con thấy như vậy hoài rồi sư phụ ơi. Thấy hay dạ, tốt con thấy người ta vậy đó sư phụ. Đọc đọc kinh Địa Tạng sẽ thấy nhiều hơn nữa. Sư phụ không có đọc mà sư phụ cũng thấy cái ranh giới của mình á, cái sân góp á, con tưởng mấy thằng đánh góp là không có ma hả, ma đi đầy cái sân góp luôn mà nó không có dám bước lên thiên đường sân của mình. Nó có hàng gạo á, mấy thằng sân thần với mấy thằng rồng á sức mấy mà cho mấy thằng ma bước cho thiên đường sân. Cho nên sư phụ á lo lo ra ngồi cái giọng hello tụi mày phải không thiệt mà sư phụ thường thường giấy sáng lên này đúng rồi ơi. Cái mấy thằng góp nó tưởng đâu là chào nó cũng chào lại nữa. Nó chào thằng đang đứng kế mày á. Nó không có được lên. Tại vì nó biết sư phụ có 7 dòng hồ quan á. Nó đớt để mà nó cầu cứu. Dầu cho hút nó còn sống. Nó là me. Hay là nó là tỷ phú của thời đại. Lúc mà những nước Mỹ mới lập quốc nè. Có những người giàu lắm á. Để nhị thế chí. Giàu có kiểu nào cả Michael Jackson á hôm nay mà nếu mà nó mà còn ở làm cô hồn cá quỷ nó cũng đứng ở sân góp nó kiếm cho phụ nữa, nó cũng lại cho phụ nữa chứ là một cái dâm thôi mà đó, cái nó đang liền ngục. Thế nên những cái dâm lên đó mình đừng có tưởng họ là người thường. Lúc mà họ sống á họ có một thời quanh quanh liệt liệt không phải là người bình thường đâu. Con cái họ thiếu hơn mình, thiếu phước là vì họ không có biết Chúa, không có biết Phật. Thì họ chết họ thành cô hồn cát đảng. Họ cần cái gì? Khi mình sống sao mình mất như vậy. Mình sống mình không biết đường về trời. Mình mất mình cũng sẽ không biết đường về trời. Mình sống mình biết A Di Đà Phật. Lúc mà mình cái hồn về thì lìa khỏi xác á, mình biết chữ A Di Đà Phật. Thì lúc đó sư phụ chạy tới, mẹ chạy tới, cha chạy tới. Còn mình không biết cha biết mẹ ở lúc mà mình còn mang cái con người này á, con nghĩ lúc đó còn kiếm ai, kiếm ghệ đúng không, kiếm con, kiếm vợ chồng, kiếm cháu, thì dĩ nhiên là phải đầu thai vào những trong cái gia đình đó nếu mà họ có phước, nếu mà họ không có bị tội. Còn nếu mà họ có bị tội dĩ nhiên là đầu trâu mặt ngựa lên kè đi rồi, handcuff đi rồi. Thì mình đang nói là những người đó không có tội đó mà họ không có biết Ngọc Hoàng Thượng Đế là ai, Thượng Đế là ai, cha là ai, không có biết Phật Mẫu là ai, không có biết Phật Thích Ca là ai, không có biết gì hết, thì là một điều bất hạnh nhất khi mang thân người. Tụi nó thật luôn á, bất cực kỳ bất hạnh nhất của một cái kiếp người, uổng phí một kiếp người. Tại vì kiếm sao mình sẽ không có đầu thai làm người được. Ít nhiều trong đời của họ đó làm cũng vài chuyện ác, họ phải đầu thai thành thú trước đó đã. Thành thú làm gì biết A Di Đà Phật,